thì bò ha anh? Bò. À, coi vớt nguyên cái tảng bò đó luôn. Cái bò đó mình mới vừa trần qua bác, mình làm cái bò cai á. À, bác rất là lớn tuổi à. Cái bò này thì mình đã trần qua nước sôi anh hả? Đúng rồi. Bây giờ mình rửa sạch lại anh hả? Đúng rồi. Sơ chế rồi. Đây là sơ chế. Để mình làm bò cai. Đúng rồi. Bò tươi luôn. À, bò nóng rồi, người ta bên lò giao vào cho anh luôn. Đúng rồi. Cái này là trong bò mổ lớn đó giao luôn. Chào mừng các bạn đến với kênh Bốn Mùa Ẩm Thực của mình nhé. À, sáng nay mình đi ăn sáng, mình có mặt trên đường Xóm Đất ở quận 11 các bạn. À, thì ở đây có cái tiệm hủ tiếu bò cai và tiệm hủ tiếu khô Bạc Liêu. Cho nên mình thấy cũng khá là hấp dẫn. Nên mình ghé vào đây mình ăn và mình quay review cho các bạn cùng xem. Và mình mời các bạn dùng với mình một tô mì bò cai nha các bạn. Bây giờ tầm khoảng 7 giờ sáng đó các bạn. Mình đang có mặt trên đường Xóm Đất ở đây thuộc phường 9 quận 11. Mình thấy ở đây có cái tiệm hủ tiếu khô Bạc Liêu Trang và để là bò cai Xóm Đất. Mình thấy cũng khá là hấp dẫn. Cái tiệm buôn bán nhìn cũng rất là đặc biệt ha. Nên mình sẽ vào đây mình ăn thử coi cái bò cai nó như thế nào và hủ tiếu khô Bạc Liêu như thế nào. À, mình sẽ ăn rồi mình quay review cho các bạn cùng xem. À, địa chỉ ở đây là số 174A, Xóm Đất, phường 9, quận 11 nha các bạn. À, cái đường Xóm Đất này cũng rất là nhiều món ăn ngon mà mình đã từng khám phá. À, các bạn xem, các bạn nhấn vào chữ đăng ký rồi nhấn vào nơi chuông để đăng ký kênh và bật thông báo để xem những video tiếp theo nha các bạn. Đây là bắt trụng cái hủ tiếu, đây là hủ tiếu mềm. Cái này là đặc sản Bạc Liêu hả bác? Dạ. Trụng mà nước sôi như thế này thì nó sẽ những cọng hủ tiếu nó sẽ rất là ngon, hủ tiếu và mì, nhất là mì nó sẽ bung ra nó sắn. Nó không có bị dính và nó không có bị xìu, nó sẽ bung lên. Nước rất sôi luôn. Trùng qua nước lạnh nó sẽ giòn các bạn. À, cái này là nồi nước lèo luôn á chị? Dạ. À, nước lèo, nước bò. À, ở đây đặc biệt là hủ tiếu khô Bạc Liêu và mì bò cay rồi hả chị? Đây là bò cay hả chị? Là bò cay. Và cái nước bò luôn. À, ở đây có một cái nồi bò viên ở trong đây nữa. Món hủ tiếu Bạc Liêu ở đây mình nhận thấy có những cái món cũng khá là đẹp biệt, rồi có cái bánh tôm ở còn ở cái kia. Đây là thành phần chấm mỡ để trộn với cái nước khô. Cái nước nêm em ha. Dạ. Mình thấy có cái cạch. Đây là nước trộn khô. À, nước trộn hủ tiếu khô. Dạ, này là cạch tôm sơ xíu, cái là ngò. À, thôi mình bán hủ tiếu khô mà. Dạ đúng. Ở đây để là hủ tiếu Bạc Liêu. Dạ. Thì hủ tiếu Bạc Liêu nó khác gì hủ tiếu bình thường? Dạ, cái cọng của nó là từ ở dưới Bạc Liêu gửi lên. Khác với cọng hủ tiếu mềm. Hủ tiếu mềm thì ở Sài Gòn mình nè. À, đây còn là cái này, cọng hủ tiếu Bạc Liêu. Dạ, ở dưới quê á mình gửi lên. Còn à, cái này là hủ tiếu mềm. Dạ, khác Sài nhau hả? Dạ, khác nhau. Bạc Liêu mỗi ngày mỗi gửi lên hả? Dạ, mỗi ngày mỗi gửi lên. Nó dai hơn cọng phở của mình. Nó xảy ra hơn. Dạ. Cọng hủ tiếu mềm của mình ở đây. Dạ, đúng. Mình thấy khách mua về cũng khá là đông đó các bạn. Quán là mình cũng rất là có tiếng rồi đó chị. Khách mua về em ha. Dạ. Này là hủ tiếu Bạc Liêu hủ tiếu thường. Dạ, còn là anh là về Bạc Liêu của mình đó.
À, đây là cộng hủ tiếu Bạc Liêu đây. Dạ. Một chút mình cho thêm mấy con hủ tiếu ăn không? Vô bọc mì gọi vậy không dụng. Khách mua về nhiều hả chị ha? Dạ, đúng rồi. Sắp có đổi mì lớn giùm con hay sắp? Làm chút. Cái này mình làm phần gì chị? Dạ, cái này là khô thọ cạo không? Chúng ta coi cái này hủ tiếu mì hả chị? Dạ đúng, hủ tiếu mì Bạc Liêu. Hủ tiếu mì Bạc Liêu khô thập cẩm. Đó, trộn mì và hủ tiếu. Rồi một ít xà lách. Xá xíu hả chị ha? Dạ đúng, xá xíu. Nước xá xíu, một cái bánh tôm chiên. Hai con. À, một phần là hai, một phần vậy nhiêu tiền chị? Dạ, một phần là 50. Thành 50 mà được hai con tôm chiên. Rồi 4 miếng xá xíu. 4 miếng xá xíu. Miếng cọc với 5 viên. 5 cái bò viên. Dạ, 5 heo viên, heo với heo bò. Cái này là mì khô. À, mì khô cũng đập cẩm ha, xá xíu. Rồi cần tôm chiên, rồi heo viên ha. Dạ. Đây là chén. Chén heo viên. Một chén là bao nhiêu tiền? Dạ, cái này là đi chung với cái thập cẩm. À. Bán đây được bao lâu rồi chị cô? 8 năm rồi. Đây 8 năm hả cô hả? 9 năm hả cô hả? Quán mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy cô? 8 giờ tới 11 giờ. Đang hỏi chỗ này nè. Nó nắng hình hình đâu nè. Bác đang trồng hủ tiếu. Đây, hủ tiếu. Nước nó lạnh như vậy, thịt mì nó sẽ giòn. Tôm bở hành phi cái gì á? Đây là hủ tiếu khô thì phải đem cái nước này vô. Nước sốt hắc xì dầu. Rồi một cái hai cái bánh tôm. Miếng giá trộn. Khoai cộng xà lách. Rồi lách xíu. Tô này bao nhiêu anh? Dạ tô này 50. Đây là hủ tiếu mì khô. Hủ tiếu Bạc Liêu. Đây là chén nước nó có cái gì nữa? Dạ cọc chiên. Cọc chiên bò viên trong cái chén nước. Heo viên. Đây hủ tiếu nước hả chị ha? Dạ. Sẽ có bò viên xá xíu rồi trong này luôn. Thì bò cay này nó có giống với bò kho không? Dạ giống cái nước đó. Giống cái nước đó. Giống thì... không giống cái màu thôi, còn cái nước thì khác. Cái nước thì nó hương vị của nó khác, mùi khác. Vị của nó khác. Nó sẽ cay hả chứ? Để coi chữ cay, cay. Dạ, nó cay. Cay nhiều hơn. Đậm đà hơn. Dạ. Cay nhiều không? Dạ cay vừa hả? Không có cay nhiều đâu. Bị hấp dẫn bởi cái tô mì bò cay đó các bạn, cho nên mình gọi tô mì cay. Tô mì bò cay này có giá là 60.000. Trong đây mình thấy có mì nè, rồi những cái rau giá, rồi những cái miếng bò rất là to luôn, nhìn rất là hấp dẫn. Bò cay thì mình nhìn cái màu nó giống như bò kho đó. Mình có làm một cái dán sốt chấm, trong đây có tương ớt, mà theo lời chủ quán thì là tương ớt chế theo kiểu Bạc Liêu luôn nha các bạn. Rồi tương đen và sa tế. Ngoài ra còn có cái muối ớt để mình có thể chấm bò, mình có thể dùng muối ớt cũng được các bạn. Thì bây giờ mình thêm một chút xíu muối ớt để mình chút mình chấm thêm chấm bò. Mình đã dùng thử cái nước bò cay.
cái nước nó sạch sệt với là hoa lỏng nha. À, cái nước cũng khá là ngon, nhưng mà mình nếm vô cái đầu tiên là thấy là lá cay là chắc luôn rồi đó, nó có vị cay các bạn. Rồi mình ăn cay được, nhưng mà cái vị cay này không phải là cay quá gắt các bạn, cái nước cũng đậm đà. À, cái nước bò cay này mình không có nghe cái đặc trưng cái củ dị hương nhiều như là cái bò kho các bạn. Cái nước mình cảm giác nó thanh hơn. Mình cho vào tô một nước cốt chanh. Mình đặn chanh vô cái muối ớt luôn. Cái bò cay này mình có thể dùng với bánh mì cũng được, giống như bò kho các bạn. Bò cay này mình có thể ăn với bánh mì cũng được nữa. Những cọng mì ở đây được trụng cũng khá là ngon, bởi vì mình thấy trụng khi mà trụng bởi nước sôi nó bùng 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 các bạn, như vậy thì cọng mì nó sẽ xoăn lại và cọng mì nó sẽ bung ra, còn nếu mà nước mà không có sôi thì cọng mì nó bị xìu các bạn. Ở đây cọng mì rất là bung lên đó các bạn, để tạo cái độ nó không có bị dính mà nó giòn và cọng mì nó xoắn lại. Cái nước bò cay này rất là ngon, nó cũng thanh hơn, nó không có đậm gắt như là cái nước bò kho các bạn. Đây là cái miếng bò, mình có cảm giác như là có một ít da, một ít mỡ và thịt. Miếng thịt mà nó có miếng da, miếng mỡ rồi miếng bò. Da thì nó dai dai, miếng mỡ thì béo, còn miếng thịt thì mềm các bạn, mình cắn nó rời luôn. Miếng bò này là nguyên cái miếng bò gân nạc luôn nè, rất to. Bò miếng gân nạc, gân nạc cũng được nấu rất là mềm, cho nên mình sắn ra để đứt ra luôn. Mình chấm vào cái muối ớt thử. Cái nạc nó mềm, phần gân nó giòn giòn các bạn, khá là ngon. Đây là cái miếng nạm gân các bạn. Nạm gân thì có gân thịt và nó có miếng có ít bột, ít mỡ mỡ. Đây quán này nói là cái tương ớt Bạc Liêu cũng rất là đặc biệt, chế theo công thức của Bạc Liêu. Cho mình nếm thử các bạn. Cái vị của nó cũng rất là cay nhưng mà cũng mặn mặn. Tô mì bò cay đây thì hơi giống giống với lại bò kho, nhưng mà cái nó sẽ đậm đà hơn và cái vị nó sẽ cay hơn. Với miếng bò rất là ngon và mì cũng rất là ngon. Các bạn xem, các bạn có thể chia sẻ những món ăn ngon cho mọi người cùng biết nhé. Mình xin kết thúc video ở đây và mình hẹn các bạn ở video sau. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Bye bye.